Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2. Viết trang 141. Đề bài Hãy tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Ma Lăng và vừa trở về đất liền. Có nhiều người ra đón, em hãy kể lại cuộc gặp gỡ đó. Bài làm Khoảng thời gian lênh đênh trên biển như một ký ức không thể nào quên trong tôi. Một thành viên trong đoàn thám hiểm của Ma Lăng đã trở về đất liền sau hành trình kéo dài 1083 ngày mất bốn chiếc thuyền lớn với gần 200 người bỏ mạng dọc đường. Sau những ngày vật lộn với tử thần, với những thiếu thốn về đồ ăn, nước uống và sự tra tấn về tinh thần, cuối cùng tôi cũng trở về với quê hương yêu dấu. Giây phút nhìn thấy rất nhiều người dân đang đứng ở bến cảng, tay mang theo cờ hoa, chào đón hân hoan, lòng tôi vô cùng sung sướng và tự hào. Tôi và các đồng đội chậm chậm bước xuống, nhìn thấy bố mẹ đứng trên bến tàu. Lòng tôi xúc động biết bao. Bố mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ. Họ khóc vì gặp lại được người con trai tưởng như đã bỏ mạng nơi xứ người. Tóc mẹ đã lởm chởm xương. Mai, khuôn mặt dường như đã lâu rồi không thể cười vui vẻ bố tôi im lặng vỗ vai tôi như an ủi tôi cảm thấy vừa vui vì được gặp lại bố mẹ vừa tự trách vì đã khiến bố mẹ ngày đêm nhớ mong tôi vòng tay ấm áp của gia đình và bạn bè tôi đã khiến tôi thực sự cảm nhận được rằng đây không phải là một giấc mơ những người xa lạ xung quanh cũng nhìn tôi và bắt tay thân thiết gần gũi tôi nhận ra ở phía xa những gia đình đang ôm nhau khóc nức nở. Đó là người thân của những thủy thủ đã mất trên đường về. Họ đã nằm lại để có được vinh quang cho toàn đoàn như bây giờ. Tôi cố gắng tiến lại gần họ để nói lời xin lỗi và chia buồn. Ngoài điều đó, tôi không thể làm được gì cả. Ngoài kia, tiếng cười nói ồn ào của những gia đình được đoàn tụ vui vẻ bao nhiêu, thì ở đây lại buồn bã bấy nhiêu. Vậy là tôi thực sự đã sống sót và hoàn thành nhiệm vụ của mình để trở về với quê nhà. Vậy là một hành trình vĩ đại với nhiều mất mát đã chính thức kết thúc. Tôi đã cùng đồng đội của mình hoàn thành sứ mạng khẳng định trái đất hình cầu và phát hiện Thái Bình Dương cùng nhiều vùng đất mới. Bài văn tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Magellan và và vừa trở về đất liền có nhiều người ra đón đến đây là hết rồi cô chào các con